Android. 2-on-1-3 Jungle Beats. Con đường tao đi như là tên lửa, còn mày chỉ như trong chống gió. Thích cắn bậy rồi cứ lại sổ, phải nói tụi mày trông giống chó. Ngoài mơ mộng làm superstar, muốn được ngước lên bay. Nhưng xin lỗi trình độ đéo đủ để cản tao bước lên ngay. Muốn tao nát trên đất sâu sai khi chỉ nhiêu đó mà tưởng láo. Thì não mày tát ra làm hai với sự hiện diện của hai lão tướng. Mày chạy càng xa tao càng sát, lại mày càng la tao càng sát. Miền Nam nếu chứa mày nổi con chó với mẹ ra miên mà sàn cát. Mày muốn chích găng tao có chích găng, là mấy thằng ngu mày khỏi nói. Chỉ cần ghét chân thì chắc là gân mày đã rã và đầu nổi khói. Nhưng làm sao để chống khi lên tiếng mà xé quay hàm. Mày phải trao để sống, mày đâu phải kinh mà ham hoài. Đâu cần bị tát là phải chống, cách kiếm fame đã quá cũ. Bài này đủ nóng để phỏng trái, giờ mày không đủ trình để cứu quả. Không cần thể hiện ở nhịp flow, lyric là thứ tao chú trọng. Mày muốn đi lên không kịp đâu, khi mà kinh đảo đang chống trụ. Khẳng định lần nữa để mà thức tỉnh hết mấy cái thằng ho lao. Chất xám có thừa nên viết lyric cũng đéo có cần lo hao. Con đường tao mày là không chung, như sao mặt đất với không chung. Địch mãi còn láo thì cũng có ngại, cái hình mày nằm ở trong khung. Giờ tao hỏi tụi tao có gì hay mà tụi mày đuống theo. Sao khi bám với đích tụi tao giống mấy con thú đeo. Vâng tao tặng cho tụi mày là cả đôi, rap một lần để cần phải đổi ca. Những thứ nguồn học với trên lyric của tụi mày là những thứ tao đã coi. Và tụi mày sẽ làm được những gì khi mà bị rap này tàn canh. Tao chỉ thấy mình tụi mày càng dơ, càng mở miệng thì càng tăng. Mày nói cái ghế đó là của mày nhưng đã bị tao kinh. Mày đòi là kinh cái địch con mẹ chỉ giỏi mà rao tin. Yeah, và tao đang đứng như là ông sao, còn tụi mày ngông và láo. Hàng cặn bã dưới sông ao mấy thằng sầm lông và ngáo. Tụi mày đâu bây giờ mà có chuyện vọng, còn rap thì mau chán. Tụi tao vẫn rap đến khi chén cơm tụi tao phải chan máu. Trình độ tụi mày vẫn cứ y ạch, còn tụi tao phóng như xe hơi. Tụi mày chỉ là lũ chó hơi mà thấy tức là hầm he sơi. Nhưng không sao đừng lo, tụi mày cứ yên tâm. Xong bài này tụi tao sẽ tiễn tụi mày quay về cõi tiên âm. Sẽ gồng mùi, sẽ gồng mùi, sẽ gồng mùi, sẽ gồng mùi, sẽ gồng mùi.